Sáng 15 tháng 8, Hà Nội ghi nhận thêm 8 ca dương tính với SARS-CoV-2. Sáng ngày 15 tháng 8, Sở Y tế Hà Nội thông báo 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó có 2 ca ghi nhận tại cộng đồng, 6 ca trong khu cách ly. Trong số các ca dương tính mới có 2 bé gái là LNNT 6 tuổi và LNND 7 tuổi ở Văn Miếu, Đống Đa. 2 bé đều là F1 và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 13 tháng 8. Ngoài ra, 3 trường hợp ở Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng là bà DTTH, 59 tuổi, bé gái BBH, 6 tuổi và anh BTM, 21 tuổi. Họ sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 30 tháng 7 và được xét nghiệm cùng ngày có kết quả âm tính. Mẫu xét nghiệm được lấy ngày 14 tháng 8 cho kết quả dương tính. Bên cạnh đó, 2 trường hợp ở Đông Anh gồm chị NTHH, 39 tuổi, ở Uy Nỗ là F1, lấy mẫu lần đầu ngày 7 tháng 8, kết quả âm tính, xét nghiệm lần 2 ngày 14 tháng 8 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chị NTN 18 tuổi ở Nam Hồng là F1, xét nghiệm lần 1 ngày 12 tháng 8 cho kết quả âm tính, xét nghiệm lần 2 ngày 14 tháng 8 cho kết quả dương tính. Trường hợp thứ 8 là bà NTV 91 tuổi ở Mai Dịch, Cầu Giấy là F1. Ngày 4 tháng 8 bà được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 9 tháng 8 bà có triệu chứng ho, được xét nghiệm lần 2 và có kết quả âm tính. Ngày 14 tháng 8 bà được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với mẫu xét nghiệm thứ 3.